Thôi Tiến giao số tiền 4 triệu này cho vợ chồng của Nhi và Kiệt. Đó, thì bây giờ chạy vòng vòng bây giờ hết xăng rồi mà bữa nay là lẩu thêm cái bể cái điện thoại quá buồn luôn. Này sẵn đây Tiến sẽ trao luôn. Đó, rồi để cho hai em nó chạy đi mua rồi bữa nào Tiến rảnh thì Tiến qua thì Tiến quay cho chị biết. Rồi Tiến chào tất cả cô chú anh chị em nha. Thì hôm nay á thì mới nãy mấy anh em á thì đi ra Hồng Ngự đặng mà kiếm xe mua. Nhưng mà cái giá xe từ giá là 5 triệu đến 6 triệu lên không mà. Chiếc xe mà để mà ghé tiền thì nó không còn nữa. Thì chị Thảo Trần ở Tiền Giang Gò Công á thì có gửi cho Tiến là 4 triệu. Đó thì thôi bây giờ á thì thôi Tiến giao số tiền 4 triệu này cho vợ chồng của Nhi và Kiệt. Đó, thì bây giờ chạy vòng vòng bây giờ hết xăng rồi mà bữa nay là lẩu thêm cái bể cái điện thoại quá dạ, buồn nó đang có người điện mà anh không có nghe được. Nói chung ra là cô chú anh em mà có điện với chị Thảo Trần mà có điện cho Tiến thì thông cảm cho Tiến, tại vì cái điện thoại của Tiến bị bể rồi nên bây giờ ai điện cũng không được chân á. Thì thôi bây giờ Tiến cũng có gấp công chuyện đó, thì cái số tiền của chị á cho Nhi và Kiệt 4 triệu thì em hôm nay sẵn đây Tiến sẽ trao luôn. Đó, rồi để cho hai em nó chạy đi mua rồi bữa nào Tiến rảnh thì Tiến qua thì Tiến quay cho chị biết. Thì anh cũng nói em như thế này hai chồng ha, thì cái số tiền của chị cho em á là chị nói để mua xe cho em để có cái chân để đi tới đi lui đó, thì nên số tiền em giờ mua xe 3 triệu 3 triệu rưỡi gì đó, ví dụ còn 500 nó bỏ túi hay là trả anh xe ôm đi cho mày trả rồi anh. Rồi cho chút đỉnh cho chú đó. Chứ giờ sáng giờ trưa giờ chạy làm vòng mà xe thì có, nói chung qua có không ăn có, mà xe cái số tiền nó cao hơn cái số của tiền của chị từ giá 5-6 triệu không mà. Chị Thảo Trần ở xã Gò Công đó, Tiền Giang đó, cho vợ chồng với vợ Việt nè. Rồi đâu bây giờ em đếm lại coi số tiền này, số tiền này coi có đủ không nha. À, cầm đi kìa Nhi, rồi đếm, em đếm đi rồi đếm lại coi đủ không, dơ lên đếm, dơ lên cho khán giả thấy, đếm lên. À, số tiền 4 triệu đó. Đúng chưa? Vô lên câu. Ừ. Vô lên, đếm vô lên. Dạ đủ à. À, đủ 4 triệu ha. Dạ. Rồi, rồi hai chồng cảm ơn chị Thảo Trần. Chị Thảo Trần đi. Dạ em cảm ơn chị Thảo Trần đã giúp em có tiền mua chiếc xe. Lớn lên. Em cảm ơn chị Thảo Trần em đã có tiền mua được chiếc xe. Rồi. Em vui lắm mà em không biết em nói sao nữa. Em mừng lắm. Trời, để cho nói chung ra chiếc xe của nhỏ em lấy tới giờ cũng chưa trả lại luôn ha. Em cảm ơn chị giúp cho em được tiền mua được chiếc xe. Thì bây giờ làm chân để đi, mỗi lần đi thì chỉ tí chích thuốc, mua thuốc thì thí dụ đi mua thuốc đi chích thuốc đi thì nó có 100 ngàn à, mà tiền xe trên số đó nữa rồi vậy tốn tiền đủ thứ hết. Rồi trả tiền năm đó. Rồi đợi đi. Chưa. Sao đâu? Thì người ta phải trả đây. Không chưa, tôi đây. Để đi. Ừ. Không khoan, để ra đi rồi chút nữa chú còn chở đi nữa chứ này chưa. Chú còn chở đi nữa rồi chứ giờ nói chung qua là hai em lằng quằng. Đúng rồi. Lằng quằng đi mua xe đi. Nha. Dạ. Ừ. À, anh cũng nói rõ nghe, thì chị cũng nói rõ là số tiền này cho em để mua xe đó. Ừ. Thì từ giờ thì anh tính là đi mua với em là để quay cho chị thấy. Đúng. Nhưng rồi. Mà hồi sáng tới giờ chưa giờ là chạy mấy quận rồi, xe là có
xe 6 triệu, 5 triệu. Ngồi đây đi Kiệt. Ngồi đây, ngồi đây, cái chuyện đó cứ chút nữa rồi hai bàn sao với chú. Thì Tiến với có chú nè, cho quay chú ha. Cho chú Sơn mà. Đây là chú Sơn cũng chở hai chồng người Kiệt mà cái số tiền thiếu 500 ngàn. Đó giờ 5-600 hả? Đâu, 7-800 luôn, 5-600 gì. Vậy hả? À, chú sáng giờ cũng chạy vòng vòng mà đi kiếm mà số tiền nó không đủ. Cái xe giá nó cao hơn. Cho nó mua cái xe để kiếm đủ nhiêu thì mình phải đợi, nó không có thì đủ từ từ nó nặng nó trả thì mình cũng được. À, vậy cảm ơn chú ha. Mình có mình để nó là cũng con cháu. Dạ. Đó. Và cô không để giờ không biết nó làm sao giờ. Dạ. Cô chở nó thì chở chứ. Dạ. Có khi đi chở người ta mà không hầu người ta lại mà muốn chở vợ chồng nó đi à, coi như là người ta cũng kêu mà hầu người ta chú chở vợ chồng của Nhi và Kiệt đi à. Nói chung là thôi chú giúp được cái phần nào đó thì cũng cảm ơn chú. Nhi mừng quá khóc rơi nước mắt, Kiệt lo nước mắt cho vợ luôn rồi. Thôi bây giờ nè, anh cũng nói em như thế này đó, thì bây giờ mình phải làm sao để cho khán giả thương mình hơn nha. Mình làm sao cho khán giả thương chứ đừng có để khán giả ghét. Thì nếu mà mình làm tốt thì người ta thương mình. Thì em nghĩ đi không, trên đời này cũng không ai thưa ghét mình hết, cũng có người thương. Nên thì mình cứ tự tin lên đó, mình đừng có làm gì mà để khán giả ghét mình là được đó. Thì cố lên. Trong cuộc sống mà đâu ai muốn mình phải vất vả nghèo khổ là này nọ đâu. Ai cũng muốn mình đẹp hơn và giàu có hơn. Tại vì cái số phận của mỗi người khác nhau thì mình phải chịu và chấp nhận. Không lẽ tôi nói tôi mà trúng số 80 số tôi cho cái xe này cho nó luôn đó. Mua số hoài đó mà giá trúng số à, giá trúng số là trúng đạt cho xe luôn nha. Ừ, cho cái xe nó luôn, mình mua cái xe khác à. Xe mới hả à. Cho cái xe này cho vợ chồng nó đi làm chân gì đó. Ngặt nó mua hoài mà không trúng. Mua hoài không trúng nha. Trúng số là đâu phải muốn trúng là trúng chú. Có cái có cái phần phước của mình dữ lắm mới trúng chứ. Chị Thảo Trần ơi, em đến cũng mới chút trước em ăn ở cha mẹ em ăn ở có đất chơi mới được gặp chị. Được chị thương mến. Cho dù ai nói gì nói chị cũng giúp đỡ cho em. Em mừng nó nói em nói mà em bị nghẹn rồi luôn. Cảm ơn chị rất nhiều chị Thảo Trần ơi. Chung ra thì chị không có đánh giá vô cái dư luận của người ta bàn tán về em, nhưng mà chị vẫn thương em, chị vẫn hiểu em. Em mừng lắm. Em nói mà không biết sao cứ vậy hoài cũng có nước. Nhưng mà trên đời này đâu có ai ghét hết đâu. Mà bởi vì không ngủ không có được luôn, mấy cái trong bụng nó nói thôi mừng mừng cái chuyện gì á. Cứ nghĩ rằng chắc sáng năm ông chở mình đi chợ sinh chắc được người ta cho tiền nhiều lắm. Nhưng mà đâu được chị Tiên ban cho được có tiền của chiếc xe á. Là chị Tiên Thảo Trần đó. Chị Tiên ha. Em vui nhờ, nhưng mà bữa nay anh không có vui. Là em cũng nói này là tự đặt là anh Hồ Tiến là nãy ảnh có lấy điện thoại ra ảnh làm góp cái màn hình của ảnh bây giờ hư rồi, bởi giờ nãy có người điện nhưng mà ảnh không nghe máy được. Chắc chị Thảo Trần điện đó, tại vì sao anh lấy ra đặng anh điện cho chị Thảo Trần để mà cho chị hay là anh qua đây để mà cho chị hay, thứ hai nữa để cho em trò chuyện với chị. Mà không may thì móc cái điện thoại ra gớt mà thật sự ra này ở đó là ở đất không à, mà sao mà có cục đá trên đó. Gớt xuống nguyên chân cục đá luôn, bãi màn hình luôn, rồi xong phim luôn, bây giờ không có mở cái gì được trơn rồi. À, cái điện thoại của anh là mua cầu mà cái điện thoại nó mắc không anh, mười mấy triệu. Mấy lấy nội em đi đưa hỏi lên. Điện thoại em có 1 triệu mấy nè. Coi như là bãi màn hình luôn. Mà cái điện thoại đó là mười mấy triệu là điện thoại để nghe và gọi thôi. Rồi gặp gớt cái này nó thôi bỏ luôn. Về làm hư luôn. Cái này là tới mấy chục lần.
Bởi vì trong lòng bữa nay anh không có được vui, không được khỏe khoắn lắm. Bây giờ không phải là gì, cái công việc của anh là cái điện thoại đó là người ta liên lạc á, mà giờ bể rồi đâu, ngoài sáng giờ đâu ai liên lạc được đâu, ai giờ ai điện có không được chứ. Mà anh điện thì nó nổ chuông, nó reo gì đó, mà nhưng mà cái màn hình nó có thui à, mở lên đâu được, đâu có biết được đâu, đâu biết được đâu, bắt máy đó, mà mắc bắt cũng bắt không được luôn nữa. Nói chung là mua cái mới vậy đó. Thì nó cần cái đẹp lắm nha. Đẹp. Anh còn chưa biết mặt nữa. Không, em nghĩ chắc chỉ đẹp lắm, giờ chị nói chuyện cũng dễ thương lắm á. Tại vì chỉ có những người đẹp chứ mà nói chuyện có ấy là người tên... Ý em nói là chị có tấm lòng. Dạ đúng rồi. Đúng không? Là đẹp là đẹp, dù cho chị ở ngoài không biết đẹp cỡ nào, nhưng mà theo anh suy nghĩ là đẹp toàn diện. Vừa đẹp ngoài vừa tại tấm lòng luôn. Còn có khi người mà khuôn mặt đẹp mà trong lòng không đẹp. Dạ cũng có. Giống như em xấu mà trong lòng em cũng xấu. Trong lòng em cũng xấu luôn à. Còn có người điện lên đó. Thì có người điện điện hoài vậy đó, cái điện thoại anh là hầu như là tối ngày điện mà mở không có được. Điện thoại anh lâu ngày. Alo. Alo hơi vậy? Giúp sao? Giúp đại vậy đó. Giúp đại dính. Có nghe được gì đâu. Alo. Giúp lên đại nữa. Alo. Được. Có cái gì đâu. Rồi, thôi luôn rồi, hư luôn rồi. Alo. Có được rồi. Đang để đưa ra cho cả nhà coi luôn. Là cả nhà ơi. Cái điện thoại của ông anh là bây giờ là nó bóp là màn hình nó hư luôn rồi đó. Nói chung ra bây giờ nó bị tiêu rồi cả nhà ơi. Nói chung ra là mọi người thấy thông cảm giùm cho. Nếu mà có ai điện mà Tiến không bắt máy thì thông cảm cho Tiến nha. Tại vì bắt máy không có được. Nó tối thui à. Bóp nó tối thui luôn à. Và nó cũng như là đêm 30 vậy đó. Hết còn thấy về. Rồi vậy là cái số tiền anh trao là đủ ha. Ừ. Nếu mà chị có coi theo dõi cái clip của Tiến nha, để Tiến làm việc đâu đó gõ gặn cái nhà. Còn Tiến cũng nói do cả nhà cô chú anh em hiểu hơn, là Tiến đi quay Kiệt và Nhi để quay là để cuộc sống hàng ngày cho cô chú và các anh chị em xem cho vui và xem giải trí đó. Nhưng có cô chú anh chị em nào là cũng như là bữa nay là coi trên clip và cảm thấy có duyên thì Tiến là một người chuyển tiền giùm thôi, chứ Tiến không có tự ý nha cả nhà. Đó, tiền này cô chú anh em gửi cho Nhi và Kiệt rồi trao cho Tiến, Tiến đi trao giùm thôi. Chạy sáng giờ đi mua xe khát nước quá rồi, thôi vô cái quán cà phê này cũng rất là mát mẻ nè, vô uống ly cà phê rồi sáng giờ cũng chưa có ăn cơm nước cả nhà. Gần một giờ rồi thì Tiến sẽ quay cái clip này rồi Tiến sẽ đi về. Tiến đi quay hoàn cảnh khác thì chạy chứ Nhi cứ việc đi biết chỗ nào đó, chú biết chỗ nào chú hoàng chú hoàng chú mua cho hai đứa giùm xe 350 cũng được đó. Ở đây bán xe mắc chứ bên con bánh bán xe rẻ ngoài. Em không có đụng ai để em không có lên đó. Đã là bẻ thêm cái nữa rồi xong luôn. Quýt chọc ở bên con bánh xe 3-4 triệu nhóc. Cái này xe tính ra hiếm nha. Đó tên Dương hả? Alo Dương tên gái. Alo hả? Alo ai vậy? Gọn xếp lên hả? Xếp có miễn phí không? Ai biết. Xếp lên. Cái gì? Xe của anh đó rồi. Xe gì? Xe mềm đủ loại trơn á, dạng người ta bán xe ở đâu? Chú mà Tết á, người ta bán thả hàng á, nó rẻ, có loại 500 ngàn nữa. Cái gì xe gì 500 ngàn trời? Người xe cũ thì đẹp đó. Dạng bán thả hàng nó khó. Thả hảo á, chú ít với Bình Dương á. Cái này Bình Dương thì tôi cố vậy anh. Đây nè, anh bán xe đó. Chỉ là nổ. Ở bên đây bán ít quá, không bán nhiều lắm. Không biết chữa mày đi giỏi mày. Gì vậy? Đi đâu điện rồi. Xe nãy giá 5-6 triệu không à. Đâu có xe nào rẻ đâu. Anh rỡ lên chỉ 3 triệu luôn anh.
tao gì gửi không? Không có bốn triệu, không có giúp triệu, 4 triệu à? Ở đâu? Cái Bình Dương là. Trời ơi. Thôi mua vòng vòng đây được rồi, đừng có mua ấy. Nội tiền xếp không cũng đủ cho tổng. Mua xe về tiền xếp bao nhiêu tiền rồi? Đâu. Đâu phải không tiền xếp đâu. Đúng rồi. Xếp là mấy triệu bạc á, cả triệu á. Tại vì xe lên xe đò nó mất lắm á. Ừ. Tiền xếp nữa chi? Đâu. Trời ơi, không được, mua vòng vòng đây đi chút nữa, chú chở vòng vòng lẻ vòng vòng Hồng Ngự này. Không có. Không có sao? Lên tới Tân Hồng cũng có vậy. Ở từ anh qua bên đây thì xa quá rồi, anh chạy xe đó đâu qua đây đâu rồi, sao được. Anh về rồi sao? Rồi anh đâu có xe đâu anh về. Đó. Ừ. Mà đâu phải ở đây cái đường thẳng đó, anh phải qua mấy con đò. Rồi quẹo, quẹo phà, rồi qua phà, rồi quẹo mùm lum la chứ. Ở Cần Thơ. Đây bến xa lắm. Xa chứ đâu xa chị. Tại vì lâu lâu thì con mới qua đây nè. Với tí một ngày con qua chừng quay chừng 4-5 clip vậy đó. Cái chừng 5-6 ngày cũng mới đảo qua lần nữa. Có khi mà hôm qua đây là để mà đi quay mấy hoàn cảnh đó. Rồi sẵn mới ghé Nhi Thờ quay cho khán giả xem cho vui thôi. Ừ, như khôn lắm. Sao Nhi, không có thờ hả Nhi? Không có cờ, biết kiếm tiền mà. Sao mà cáo gì Nhi? Hả? Cáo gì? Cáo già. Nhi cáo già. Vậy giờ đảo lại ha. Đảo lại Nhi khờ thành Nhi cáo già ha. Nhưng nhờ cái chuyến khờ đó mà khán giả mới thương đó. Mà hồi đó có cái anh kia anh quay hình như là anh thấy em đụng cái gì ăn ở đó, đụng cái gì uống mà ổng thấy làm như chỉ có mấy người khờ, mấy người khùng đó, mới làm vậy thôi. Chứ người bình thường đâu có ai mà biết cái đó phân biệt dơ giấy rồi đâu có dụng chi phải không? Rồi đằng này nước mà cái ao mà nó động lại nó đâu có ra vô đâu. Mà cũng vẫn uống được nữa. Là ổng đặt cái tích chân tới giờ luôn. Được danh ha. Rồi thôi hôm nay anh chia sẻ cái clip này cho bà con với cái chị gửi tiền cho em thôi, anh cũng tạm dừng cái video đây ha. Dạ em muốn xin cảm ơn chị Thảo Trần thêm lần nữa. À. Em rất là cảm ơn chị. À. Chị như một bà tiên của em vậy đó. À. Rồi thôi Tiến cũng tạm dừng cái video nha cả nhà. À, mong cả nhà có thương Tiến nhớ chia sẻ cái clip rồi nhớ theo dõi giùm cho Tiến nha. Bye bye cả nhà nha.